Xin chào đại gia đình Tết Trồng Cây. Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp. Như vậy là ngày mai khi video này lên thì cũng nhằm vào ngày mùng 1 Tết. Nhân dịp năm mới thì mình xin kính chúc quý ông bà, cô bác, chú dì, anh chị em có một cái Tết vui vẻ, có một năm mới giàu sức khỏe, sung túc, bình an và hạnh phúc. Thì hôm nay trong video này mình sẽ quay những cái cây ăn trái đang rộ bông, rộ trái của mình, và mình sẽ nói về một cái chủ đề mà mình vừa mới chia sẻ trên mạng và nhận được cả ngàn cái bình luận, đó là từ ngày theo nghiệp trồng cây, quý anh chị được gì mất gì. Trong đó có một cái comment thứ hai tính từ trên xuống là nhận được rất nhiều cái like và ha ha. Đó là lời bình luận rằng là từ ngày tôi theo cái nghiệp trồng cây á, tôi được nhiều chậu và mất nhiều tiền. Đó. Còn nhiều người thì kể ra rằng là mình được đau lưng, được làn da rám nắng. Có người nói trước khi tôi theo nghiệp trồng cây này thì tôi là người châu Á, mà sau khi theo cái nghiệp này thì tôi thành người châu Phi. Bên cạnh đó thì tôi được rất nhiều bạn bè cùng sở thích, vân vân. Thì đối với riêng mình chỉ tính riêng cái cây ăn trái trên cái vườn mái nhà này là có 9 cây nho, 8 cây mận, 4 cây táo tàu, 5 cây táo thái, 4 cây ổi, rồi tùm lum cây ăn trái khác nữa. Như vậy là trên 30 cây. Mình chỉ tính mỗi cây mình xách 3 bao đất từ dưới tầng trệt lên trên mái nhà này là mình đã phải khiêng vác rồi kéo trên 100 bao đất. Nhưng mà mình không cho đó là mất hay là khổ hay gì cả. Mình chỉ thấy mình được làm điều mình thích, và mình có một khu vườn để khi ai đó cam ràm thì mình nhọt lên trên này, quên hết mọi chuyện đó. Và trong khi mình quay mình sẽ viết chữ nha, rồi cái mình viết chữ về cái cây gì đang cho bông cho trái, và mình sẽ đi thu hoạch, rồi mình sẽ đọc một bài báo do mình viết cách đây 4 năm, một bài báo Sơn được nhận bút 5 triệu đồng. Đó là cái bài Tôi tựa vào cây, lý giải về cái sự yêu thích trồng cây. Mời quý vị theo dõi nhé. Tôi tựa vào cây, tóc xanh dù có phai màu thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng, thưa rằng bạc mệnh xin cam, giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây. Đọc mấy câu trên của thi sĩ Bùi Giá trong bài thơ Chào Nguyên Xuân, tự dân thích Nga. Thích mà không rõ tại sao thích. Cũng như bây giờ, ai hỏi sao thấy ông cứ ngồi cả buổi bên bụi ớt, bên khóm rau bạc hà, không biết ông dòm gì ở đó. Thôi cũng bó tay. Có lẽ đơn giản là vì tôi thích ngồi đó bên cây, vậy thôi. Tự kỷ bên cây, tôi ngồi bên một cây hay một khóm cây, ngọn cành mộc mạc, thế là cứ nhìn nó suốt. Hay tại nó màu xanh, vậy chứ sao, chậu dành tiều trăng trắng, tía tía, mình cũng ngồi dòm cả buổi. Tôi thường hay ngồi như vậy cho đến khi tê chân thì rải rải đi làm gì đó, một hồi lại mò ra ngồi bên cây. Cây như một người bạn lành, chẳng bao giờ thở than, oán giận. Ngồi bên cây một hồi, đầu óc có thể không nghĩ về cây mà vẫn nghe trong mình thanh thản, dịu lắm. Chứ ăn rồi cứ công việc đối phó, giận ông này tức em nọ, nóng trong người hoài chắc chết. Mình thích cây, người khác có thích không? Chắc là thích, bởi vì mình thấy trong con hẻm nhà mình ai cũng có một mảng xanh xanh trước nhà. Đến như cha Tuấn, cả ngày không thấy mặt mũi đâu, bởi vì đi làm từ sáng sớm, tối chỉ về nhà ngủ. Thế mà cũng tậu nguyên hai cây bông trang đặt hai bên cửa. Bà hàng xóm đối diện mới ghê, ba tầng lầu tầng nào cũng đầy bông 10 giờ, sao nháy, huệ mưa, lan các loại, quanh năm trổ đủ màu xanh, vàng, đỏ, tím. Rồi lên cơ quan, thấy em lại bày trên bầu cửa ở ban công một dải chậu xương rồng. Em dơn ké cây cúc thân gỗ, em gì đó ké cây may mắn. Lại có em ở lầu 8 tậu mấy chậu sen đá mini, tối mang vào phòng khách, sáng mang ra ban công cho cây hưởng nắng. Ai mà chẳng thích cây, vì từ sơ sinh bắt đầu biết nhìn, cây là một trong những thứ lạ lẫm đập vào mắt mình. Tán cây lắc lư liên hồi theo gió, mà cây thì cứ ở hoài một chỗ không đi, thật đáng tò mò. Rồi khi tập ăn dặm, người ta, tức là các em bé đó, cũng tiếp cận với những xanh xanh đỏ đỏ của lá, củ, quả. Xa hơn nữa, thuở xưa, con người ta sống bên cây, trong hang hốc, ven hoặc giữa rừng rậm. Con người có thể đã thay đổi, đã tạo ra đủ thứ phương tiện để sống, sướng hơn thuở ăn sống ở hang, giữa rừng. Nhưng cây thì vẫn thế, hiền hòa,
điềm nhiên hít thở, phá oxy cho muôn loài, hào phóng lấy lá, lấy thân mình là nguồn thực dưỡng. Vườn cây trên đầu. Vì chiến tranh, nửa tuổi tôi đã được bồng bế rời quê vào nơi ở mới dành cho diện di dân chiến cuộc, ngay giữa một khu rừng. Người ta bắt đầu phá rừng làm rẫy dựng nhà. Tôi còn nhớ khi tôi biết đi lẩm chẩm, đã theo cậu, theo anh ra hông nhà xem cha tôi đốn hạ cây xoài rừng rỗng ruột, cưa thành từng đoạn, bịt một đầu làm thùng đựng lúa, sắn, bắp khô. Khi mới 5-6 tuổi, chúng tôi đã bắt chước người lớn, cầm cuốc tạo hình các bậc thang, băm đất rải hột cúc lá nhám, mồng gà, cúc bách nhật lên đất để có một vườn hoa bé bé đủ màu. Lớn thêm vài tuổi nữa, mùa khô, tôi thường cùng mấy đứa con nít trong xóm băng qua đám cỏ tranh, mò ra gốc cây cầy, tức là cây cơ nia cổ thụ, lượm trái rùng dưới gốc về chẻ vỏ, lấy nhân, ăn, còn vỏ dùng đánh đáo. Nhân cầy bùi, béo, nhớ mãi không quên. Chúng tôi còn trèo lên cây sai, bẻ những nhánh trái khô xuống ăn. Trái sai ấy, bây giờ đến mùa, vẫn thường thấy người ta bán dọc lề đường ở Sài Gòn. Thời tôi, 8 tuổi đã phải làm đồng, làm rẫy trên những luống khô khốc sau trận mưa, tự dưng bắp, tức là ngô đó, nhú lên một hàng trời xanh thẳng tắp, trông như ai cắm hàng nắp bút màu xanh lên đất, thật thích mắt. Những buổi đi giữa rẫy bắp trổ cờ bạt ngàn, thấy cũng lãng mạn lắm lắm. Lại có những bữa đi giữa bắp, kẻo bị chim kép tụ bầy xà xuống ăn hạt. Gặp mưa, anh em tôi lấy cây bắp đưng, tức là cây bắp không đầu trái, làm cột, bức tranh dựng túp lều nhỏ trú mưa. Bây giờ tôi nghĩ cảnh tượng ấy giá như có nghệ sĩ nhiếp ảnh nào đó ngang qua, không chừng sẽ nhiếp được phô ảnh để đời. Nó nên thơ quá. Có những buổi vác cuốc ra khe, gặp mùa cuối thu, hoa tranh nở trắng xóa mấy quả đồi như kéo dài tới dãy núi mờ xa. Tôi thích cây, thích rừng nên từng ước tự mình sẽ tạo ra một khu rừng rộng lớn, rồi thả những con tê tê, nai, khoảng, chim, sóc cho đúng nghĩa một khu rừng. Nhưng ước mơ đẹp đẽ đó đến giờ vẫn chỉ là ước mơ. Công cuộc mưu sinh thoát nghèo đẩy tôi một mình dạt vô Sài Gòn phố thị đầy những khối bê tông khô khốc. Thiếu cây, không được trồng cây là buồn à nha. May sao, năm 2009 tôi tậu được căn nhà có cái sân thượng. Thế là tôi mua sắt về ráp kệ, sách vác nào đất nào chậu lên đó, tự tạo một khu rừng nho nhỏ. Mỗi sáng sớm tôi mò lên vườn tưới cây. Mỗi cuối tuần tôi ở trên vườn gieo hạt, giẫm cành, trồng cây, nhổ cỏ. Khi mệt thì uống trà khổ qua rừng tự làm, ngắm chồi non lá biếc. Ai cũng thích cây, ấy là tôi nghĩ vậy. Từ khi lập nhóm thích trồng cây trên mạng xã hội Facebook vào năm 2014, tôi càng chứng thực rằng đúng, quá nhiều người thích cây. Con số trên 500.000 thành viên phần nào nói lên điều đó. Đây là con số khá thực vì các thành viên đều qua bước xác minh trước khi kết nạp. Cây nở đóa hoa tình người. Cái nhóm thích trồng cây này ngộ lắm, không sân si xô bồ như nhiều nhóm khác trên mạng ảo. Ở đó, thành viên hào hứng chia sẻ thành quả trồng trọt của mình và cũng thật thà khai báo thất bại để mọi người tư vấn. Ở đó, những người chưa gặp nhau ngoài đời vẫn nói chuyện thân tình như những người quen. Qua đường bưu điện, người ta gửi tặng nhau hạt giống, cây giống trong tình thân ái, mến thương. Đơn giản chỉ là hạt hoa tam giác mạch, hạt bầu hồ lô, hạt mướp hương cổ, cây sương sâm, sương sáo. Những giống cây tầm thường, nhưng vùng này có mà vùng kia không có. Người này có mà người nọ lại không. Nhóm thích trồng cây thường có những cuộc họp mặt ngoài đời, gọi là phiên chợ không đồng. Ở Sài Gòn, phiên chợ này được mở mỗi quý một lần ở công viên Tao Đàn, quận 1. Mỗi phiên có khoảng 500 người dự. Ở đó, ai có hạt giống, cây giống thì mang đến tặng. Ai cần thì đến xin về trồng. Người ta có cả cụ già, thanh niên, em bé đến phiên chợ như là chơi đồ hàng hồi còn bé, bày hạt giống trên những khay giấy tự chế, bên nhận bên cho, vui như Tết. Ở đó, người ta gặp nhau lần đầu mà như đã quen lâu. Không có gì phải nghi ngờ, phòng bị. Tại các phiên chợ này, nhiều thành viên dắt cả vợ chồng, con cái, cháu nội ngoại đến dự. Trong khi đó, ở Hà Nội, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, chỉ cần có người đứng ra rao họp mặt thì người ở khắp nơi lại gửi hạt giống đến để có phiên chợ không đồng sơn tụ. Có rất nhiều người quen nhau qua nhóm thích trồng cây, ở nhau tụ họp ở vườn nhau. Vườn có khi chỉ là một khoảng nhỏ trên sân thượng.
Nhiều người gặp nhau qua nhóm rồi thân nhau, chuyện gì cũng chấp chích chia sẻ. Có trai mít mới hái cũng rủ nhau đến nhà ăn chung. Biết cái hội chợ nông nghiệp ở đâu là hú nhau cùng đến đó rinh cây về trồng. Rất nhiều nhóm bạn thân ngoài đời được xác lập khi cùng nhau chơi trong nhóm thích trồng cây trên mạng ảo Facebook, như nhóm bạn Hiền ở quận 12, Nhi ở quận 11, Trang ở huyện Nhà Bè và Hảo ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hiền có một vườn chuyên trồng hồng, Nhi thì mê sen đá, Trang thì chuyên trồng rau các loại, Hảo thì thích trồng sen, súng, hồng ri, bóng nước, trao qua đổi lại rồi thân nhau. Mỗi người là một nghề, có người là giám đốc công ty to, có người là cô giáo, có người bán hàng qua mạng. Thế mà vui buồn đều trút, chuyện gì cũng hú nhau. Tại vì tụi em hiểu nhau, thật lòng với nhau như cây như cỏ vậy đó. Cô Trần Thu Hiền giải thích. Kể đến đây, tôi lại nhớ đến câu thơ của Bùi Thi Sĩ: tóc xanh dù có phai màu thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng.